sáng ngày 23 tháng 10 năm 2019, nhằm ngày 25 tháng 9 năm Kỷ Hợi, Hội Từ Thiện Phật Tử Chùa Phổ Minh, thành phố Sạch Giá, tỉnh Kiên Giang do Thượng tọa Thích Minh Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì Chùa Phổ Minh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Chùa Khô Lan Mương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Trước khi trao quà, Thượng tọa Thích Minh Tiến đã có đôi lời thăm hỏi động viên đến bà con nơi đây, cố gắng làm ăn vươn lên vượt qua khó khăn. Tại đây, đoàn đã trao 200 suất quà cho 200 hộ nghèo, phần lớn là người dân tộc Khmer. Mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì trị giá 250.000 đồng. Tổng số tiền từ thiện lần này là 50 triệu đồng. Đây là tấm lòng của Thượng tọa trụ trì và các Phật tử Chùa Phổ Minh nhằm chia sẻ khó khăn với bà con. Mong đây là nguồn động lực để bà con vươn lên và có cuộc sống ổn định hơn.